Xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng một con máy lọc không khí Daikin 4 chức năng. Con này rất là vip mà rất là nhiều các bác có nhu cầu để mua. Giờ này cái máy lọc không khí có vẻ là rất khan hiếm các bác nhé. Các cái đầu mối mà giao hàng em alo thì đều đang hết hàng cả. Giá chắc sẽ tăng trong đợt tới này. Một con Daikin 4 chức năng có chức năng lọc không khí, khử mùi, bù ẩm và đặc biệt có hút ẩm. Và những ngày khô thì các bác dùng cho tính năng bù ẩm và lọc không khí trong phòng. Những ngày nồm thì các bác mang ra hút ẩm được thoải mái, vô tư. Một con máy rất là đẹp, đầy đủ full tính năng. Mua một được hai, giá cả thì cũng rất vừa phải. Cũng chỉ ngang với một con máy lọc không khí bình thường Panasonic thôi. Hoặc là một con máy Daikin lọc không khí. Đấy. Đầy đủ 4 tính năng rất là tiện lợi các bạn. Hình thức còn rất là đẹp. Đây là bảng tên máy các bạn này. ACZ65M. Đấy. Điện 100V. Con này các bác lưu ý là không thể đấu đổi điện 220V bên trong được nhé. Vì nó liên quan đến hút ẩm. Cho nên đổi nguồn không thể chịu nổi cái công suất hút ẩm ạ. Trong này là bảng điều khiển rất dễ sử dụng thôi. Đây là đảo kính gió này, hẹn giờ, các cái tốc độ của hút ẩm và bù ẩm. Đây là nút này, đặc biệt máy này có chế độ dò tìm, chế độ bù ẩm và hút ẩm. Nếu mà độ ẩm cao thì máy chuyển hút ẩm, độ ẩm thấp thì máy chuyển bù ẩm và độ ẩm trung bình thì máy chỉ là không khí. Hoặc là các bác có thể dùng chỉnh tay là không khí, bù ẩm và hút ẩm để cho mình chọn tự động, chọn tay hoặc là tự động dò tìm. Đấy, tính năng rất dễ sử dụng thôi. Con máy rất là đẹp. Con này em bán là 3,9 triệu nha các bác nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, em để số 1. Đấy, đây là bảng báo phần trăm độ ẩm này. Bên trong này là màng lọc tính điện. Màng lọc tính điện các bác nhé. Đấy, lọc tính điện rất là đẹp này. Đấy, màng vải trong cũng rất đẹp. Thanh uni. Đấy, các bác này thanh uni nhé. Đấy. Khử mùi, diệt khuẩn. Một con máy ok, đẹp. Giá 3,9 triệu. Đấy, các bác mua một mà được hai lại giá này cũng ngang với một con Daikin CK70 thôi. Bên này là bình nước này. Bình nước các bác nhé, bù ẩm, hút ẩm trong này đầy đủ hết. Trong này là màng tạo ẩm thôi, nói chung là không có gì. Giá 3,9 triệu, các bạn nào lấy các bạn liên hệ nha. Số 1 chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Một con máy rất là đẹp. Chào các bác.